Kính thưa quý vị, ngày hôm nay anh Ngô Minh Khánh, lead guitar của ban nhạc châu Âu gặp lại người bạn Phú Dũng, đúng không? Gặp lại người bạn Phú Dũng. Trời ơi. Và anh muốn quà tấu một bài Tôi Với Trời Bơ Vơ của cố nhạc sĩ Tùng Giang, như để kỷ niệm lại tình bạn gặp nhau sau nhiều năm xa cách. Anh Phú Dũng và bạn Hữu ngày hôm nay được anh Ngô Minh Khánh tặng bài hát này, tặng cái ca khúc này, tặng cái hòa âm này và tặng cái hòa tấu này đến với các bạn cũng như tất cả quý vị đêm hôm nay. Tràng pháo tay dành cho Ngô Minh Khánh cùng toàn ban nhạc châu Âu. Thank you.
anh có thể bước ra cho tôi về nữa. Tôi biết, mời anh bước ra phía trước. Hãy nhìn anh Ngô Minh Khánh bước chân ra rồi quý vị sẽ thấy tại sao tôi muốn mời anh ra. Cái chân anh bị đau. Sáng hôm nay đi xa lửa, đi trên con đường bộ dài, chúng tôi đi còn biết mà anh lê lết cái chân của mình đi theo anh em đau cả các mình. Một chân đi, một tay dựng vào cái vali của tôi, hai anh em lương nhau đi trên con đường. Giờ này tôi đứng nó chỉ là hay trong cái thưởng thức, nhưng anh em chúng tôi nghe bằng máu và bằng nước mắt. Cười nghệ sĩ là vậy đó. Cảm ơn Ngô Minh Khánh, cảm ơn anh em ban nhạc. Tôi nói điều này không phải là tôi nổ hay là tôi giật le. Tôi đi show tôi không cần biết tôi có bao nhiêu tiền. Và khi tôi nói tôi không cần ban nhạc phải đệm cho tôi hát. Nhưng trong cái tình anh em, tối hôm nay tôi quyết định một lần nữa. Tôi dành tiền riêng của tôi gửi tặng mỗi anh em 100 euro. Show ngày mai tôi học chăm hứa. Tại vì hai show rồi. Nếu ngày mai hứa nữa thì 4 tháng nữa, bữa sau hứa nữa 5 show, 4 đứa, 2.000 euro nhiều lắm cho bộ. Tôi còn con phải nuôi mà. Có người hỏi tôi anh Việt Thảo mấy đứa con, tôi trả lời tôi không biết. Tại vì nếu tôi nói 4 đứa thì kể cha đi, cha cũng chặt tôi nữa. Nó chơi hoài còn mấy đứa kia ở đâu. Thôi thì trả lời luôn một câu khỏi hỏi. Nếu cha hỏi con Việt Thảo mấy đứa, con nói dạ thưa cha, con không biết. Nó giống như ai hỏi cha, cha ơi, cha có mấy đứa con, đố cha dám nói cha biết. Đúng không? Cha còn không biết, cha có mấy con, muốn gì con. Lần lượt các ca sĩ hát, mọi người khuyên của Việt Thảo không dám nói nữa. Tại vì tôi biết trong giờ phút này tôi không uống rượu, không uống bia. Thường thường khi mình uống rượu, uống bia vào, mình kể mình xúc cảm dễ khóc. Nhưng tôi biết lúc này tôi đã uống chín mùi. Tất cả lời ca tiếng hát, tiếng đàn đều có thể làm cho tôi rơi nước mắt rồi chịu đựng không nổi đâu. 38 năm đứng nghe em lời ca trong cái ngày ăn sinh này, hãy để cho lời ca tiếng hát đưa quý vị vào những dòng nhạc, những tâm tình của ca sĩ ngày hôm nay. Trước hết là Đỗ Minh Quân, rồi tới Ân Thư Nguyễn Thân, rồi còn ai nữa? Đồng Lan, Đồng Lan Khánh, anh Lan Ba Thể, anh nhớ không? Rồi ai nữa? Tôi chưa? Mà nhớ ra cái tự là khó đó nha. Bây giờ nha, à cái Nam Anh, Mai Tiến Dưỡng, Mai Tiến Vấn, rồi tới Y Lạc. Nha quý vị, lần lượt tôi thấy từng hai ra về nhé. Đồng ý không? Từng hai ra về có hôm nay. Cho tới khi nào bác xong về nhé. Dạ, cái lời, cái bộ.